cưới trước cổng chùa với sự diễn xuất của nghệ sĩ Lệ Thu Thảo, nghệ sĩ Ngọc Ánh và nghệ sĩ Quỳnh Yến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức áo cưới trước cổng chùa. Yeah.
mắt. Chị em hỏi con gái ngày xưa, nhưng suốt lần này em đứng lặng. Bộ đi tu rồi không có nhớ nhà sao? Em nhớ chứ, em nhớ nhiều lắm. Em nhớ nhất cái bữa đi cúng chùa đó, hai chị em mình cùng ăn quả đẹp nè, cùng đeo kiền bạc giống nhau nè, mặc đồ cũng giống nhau nữa nè, ước nguyện cũng giống nhau nữa nè. Đúng rồi, chồng em chồng chị phải giống nhau. Yeah.
đi mẹ. Con Phương Thành nó về chưa con? Dạ, dạ chị Phương Thành chỉ chưa mất về. Ủa, mà về rồi. Trời ơi mẹ, bé ơi, chị mang cái bao căn phô bự bổ mà chạm luôn vậy đó. Chị Phương Thành ơi, mẹ bé kiếp chị kìa. Ủa, mẹ kiếp chị hả? Dạ thưa mẹ, con mới về. Phương Thành, con lo cho cái đám cưới của em con. Chuyện gì con cũng lo cho nó hết. Mẹ cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. Trời ơi, con lo đám cưới cho em con có cực khổ gì đâu. Xin tự. Dạ, dạ. Có mặt. Dạ con rồi mẹ. Con mặc áo cưới chứ con? Dạ rồi. Màu xanh nước biển phải không con? Dạ. Chắc đẹp lắm hả con? Đâu, con tới đây mẹ rờ con. Áo cưới màu xanh nước biển. Đẹp lắm hả con? Sương tự. Dạ. Con lại gần mẹ nè. Dạ. Để mẹ rồi con. Áo cưới màu xanh nước biển. Đẹp lắm phải không con? Dạ. Mẹ. Con nhỏ kia. Con nhỏ kia đâu? Mẹ. Con nhỏ này. Để trên bàn kia.
chỉ có bởi bốn chữ nhất phiên tăng tăng. Và mẹ cũng vui khi thấy con Phương Thành nó yên về gia thân. Để mẹ tin, mẹ tin con đã vui. Dẫu rằng xuân từ mẹ đừng có buồn, mẹ đừng có lo nữa nha mẹ. Em đi nha chị. Em đi.